Rồi, chào cô chú anh chị nhé. Em có một cái đầu máy echo này. Thì cái đầu máy này thì em cho nổ rồi, nhưng mà kiểu như mình dọn nổ xong mình để lâu ấy mọi người. Con này là do tại vì nè mọi người, đây nói luôn là cái chụp giật kia của nó ấy là nó bị hư, xong rồi em tháo em bỏ, xong rồi em mua được một cái, mua cái ghế là có hàng về, em tháo một cái chụp giật khác của con khác ấy, để mình lắp ở đây. Đó. Máy thì em làm nổ rồi, thì em sẽ cho 4 ốc nữa, nói chung là em gắn luôn, cho em gắn 4 ốc luôn nữa. Đó. Cái này là làm nổ rồi nha, mày làm rổ rồi mà để lâu ấy, để lâu cái ống xăng zin của nó, mà nghĩa là cái ống xăng zin của nó kiểu như nó, kiểu để lâu nó cứng ấy, nó không có kín cái ron ấy, thì xăng nó không có lên, kiểu là xăng nó không, nghĩa là khi mà mình ga này, ga anti ga lớn này thì nó lên đều, nhưng mà khi mình nhả cái anti là nó tụt hơi xuống ấy, nó tụt cái hơi của cái bình xăng xuống ấy, là xăng nó tụt xuống là nó không có lên xăng liên tục, là cái máy nó tự tắt đó. Còn không là nó sẽ nổ liên tục, tại vì chưa giật được rồi. Cái này cái chụp giật nó chưa gắn ốc vô đó. Giật bình thường nhé, giật cái bình thường thôi. Giật bình thường thôi, do tại chưa cái gắn ốc vô nên chưa giật được. Hơi lửa con này ok nha mọi người. Đó. Lửa nó rất là mạnh. Thì chuông luôn còn nha. Chuông đồng tiền luôn nha mọi người. Nó xài chuông đồng tiền luôn. Nó xài số 91. Bộ đen thui này. Bộ đen. Thì thôi thì con này em cũng không có thời gian dọn máy cho khách. Nên là... em xả cái con này đi, xả cái đầu này cho mọi người rẻ về, mọi người làm lại cái đường ống xăng nha. Đó, mình làm lại cái đường ống xăng để cho nó lên chế đồ cho nó ngon lành. Đó. Cái đầu này thì em sẽ xả cho mọi người, em xả nha, đó, giá xả, em xả cho mọi người chế đồ còn zin hết nha. Đó. Em xả cho cái đầu này 1.350 nha. Đó, xả luôn. Cái đầu máy không à, nó không có lâm xích nha. Ờ 1.350 cái đầu 35cc, 36 gần 36cc này nồng nó 389 ly nè. Đó. Tình trạng thì em nói đó, hơi lửa ok. Đó. Có lửa nha, máy này có lửa nha. Hơi ok nha, hơi rất là năng. Đó. Tình trạng thì em nói về làm cái gì ấy là nó sẽ nổ thôi. Ví dụ như về mình kiểm tra đường ống xăng, lên bình xăng con đổ vào đây này. Đó. Để kiểm tra cho kỹ. Đó. Thì nói chung em xả thì em không có, nghĩa là mình không có bảo hành bao rồi gì hết, mình xả để cho nó nhanh hàng thôi. Đó. Tình trạng mình nói là máy hơi còn ngon, đó, có lửa. Đó. Đầu máy này thì các gia đình khá là chất lượng nha. Em xả 1.350 cho anh em thợ về làm. Không có thời gian. Này để em gắn 4 con ốc nha.